Bánh mì chảo thơm ngon ngắt ngay đang chờ các bạn đến ăn đây. Công thức và nguyên liệu mình sẽ để phía cuối video nhé. Đầu tiên mình sẽ pha nước sốt nè. Cho 1 muỗng cà phê bột năng vào cái tô, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà và 1 chén nước. Sau đó mình quậy đều nha. Mình sẽ bắt chảo cho cái bơ vào. Mình không có chảo mình dùng thố cũng vẫn được nha. Sau đó cho phân nửa nước sốt nè. Cho trứng vào. Sau đó là cho cây xúc xích vào. Tiếp theo đó là sẽ cho thịt bò và cho pate gan nè, sau đó sẽ cho chả lụa, cho ít hành tây lên mặt, cho ít ớt, sau đó gắp thêm miếng tiêu là đã hoàn thành rồi đây. Bánh mì chảo thơm ngon ngắt ngay đây. Mời các bạn cùng mình nha. Cái món này thì quan trọng nhất vẫn là nước sốt nha. Mình nêm nếm cho nó ngon thì mình chấm bánh mì vô ăn mới bắt nha. Đồ ăn thì ai còn cái gì để vô đó nha. Nhưng nước sốt thì phải pha giống mình thì mới ngon nha. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi ăn món này thì cái nước sốt chua chua ngọt ngọt rất là tuyệt vời luôn nha. Ăn kèm những cái đồ ăn mình bỏ vô nè, rất là thơm và ngon luôn. Hôm nào thử nấu cho người thân yêu các bạn ăn đi, bảo đảm sẽ khen nha. Nguyên liệu và công thức mình sẽ để phía sau nè. Nguyên liệu mình chuẩn bị cho hai người ăn nha. Các bạn có thể xem và làm theo. Và đừng quên tim follow mình nha. Cảm ơn mọi người.